Trong số 3 dòng sản phẩm RAM dành cho game thủ của Kingston HyperX, cao cấp nhất đó chính là dòng Predator. Và hiện nay thì trên tay chúng tôi đang có bộ kit RAM chơi game cao cấp là Predator 16GB RAM với tên mã là HX430C15PB3K2, tốc độ bus là 3000MHz, 2 thanh RAM 8GB tổng dung lượng là 16GB, đủ cho mọi nhu cầu chơi game của người Việt thời điểm hiện tại. Đối với những game thủ đang muốn ráp những hệ thống máy tính chơi game với những cấu hình mạnh, đánh được mọi tựa game đỉnh cao hiện tại nhưng cần bỏ thêm tiền để chi trả cho các đồ họa giữa thời bạo giá, thì HyperX Predator là cái tên không thể bỏ qua với mức giá tương đối phải chăng, chỉ 5.678.000 đồng cho kit RAM 16GB với tốc độ bus là 3000MHz. Phải khẳng định rằng đây là sản phẩm cao cấp nhất của dòng RAM máy tính chơi game của HyperX. Thiết kế của bộ RAM này rất ấn tượng nhờ vào hệ thống tản nhiệt rất ngầu, lắp vào bo mạch chủ nào cũng đẹp. Đường vân xương cá chạy ngang thanh RAM vừa ngầu vừa đúng chất là game thủ. Lớp vỏ nhôm đen xám thực sự rất phóng khoáng và nam tính, trong khi đó ở mặt sau không có logo HyperX. Nhưng bù lại là những thông tin về cặp RAM này, từ dung lượng đến bus và độ trễ CL15. Khi cắm bộ RAM này vào bo mạch chủ để chuẩn bị khởi động máy chơi game, thì phần ngang bị ẩn đi và sau đó bạn sẽ thấy những đường nét kính cáp và những khe tản nhiệt đen cùng logo HyperX trắng ở giữa. Kingston HyperX Predator không thua kém bất kỳ một bộ RAM nào có tốc độ 3000MHz của các đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Và với những thử nghiệm của chúng tôi thì cho thấy là không có bộ RAM nào thực sự vượt trội hoàn toàn ở tất cả các tác vụ chơi game, mà bạn chỉ thích mua bộ RAM kit nào về lắp cho hệ thống của mình thôi. Và bộ kit nào có mức giá cạnh tranh nhất thì bạn nên mua bộ kit đó. Ở hai khía cạnh là thẩm mỹ thiết kế lẫn giá cả thì bộ kit Predator đều đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của game thủ. Dù rằng là chơi game mượt hay không thì phụ thuộc vào CPU và VGA nhiều hơn, thế nhưng bộ kit RAM với băng thông đủ mạnh, đủ dung lượng sẽ giúp cho game thủ không bị rụng giật vì tốc độ ổ cứng quá chậm so với tốc độ xử lý của CPU. Và với một bộ RAM có tốc độ 3000MHz trở lên như thế này thì những trận đấu PUBG hay là trải nghiệm thế giới ảo trong những game bom tấn của game thủ sẽ được củng cố hơn rất nhiều. Với mức giá chưa đầy 6 triệu đồng cho một bộ kit RAM high-end, đây có lẽ là sự lựa chọn hợp lý nhất cho game thủ thời điểm giá RAM vẫn chưa có dấu hiệu bình ổn.